Xin chào các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn các thao tác phiêu trống ở trên các cái men A, B, C, D kết hợp với báo trống bằng tay luôn. Có những lúc mình phải kết hợp cả hai cái để chúng ta tạo thành một cái câu báo dễ vào. Cái việc mà báo trống để cho ca sĩ vào hát hoặc là chuyển đoạn nó suôn sẻ là vô cùng quan trọng, không phải ai cũng làm đúng. Vậy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn là thứ nhất là cách chúng ta báo, cái thứ hai nữa là các bạn kết hợp với chọn một trống các bạn báo bằng tay luôn. Rồi bây giờ mình đánh một cái điệu cha, mình sẽ báo ngẫu nhiên. Cái đàn này thì nó sẽ có bốn cái men báo khác nhau. Đây, ví dụ đây, đàn co thì nó khác với Yamaha ở chỗ là nó có cái phần phiêu riêng nhé các bạn, còn Yamaha thì nó không có cái phần này. Yamaha là nó nằm luôn ở cái phần A, B, C, D này đó. Bây giờ đàn co đây, ví dụ như ở đây là bấm, đây là báo kiểu khác nè, mặc dù đang chạy ở cái một nhưng mà mình bấm báo ở cái số 2 vẫn được luôn. Rồi bấm cái báo ở số 3 đó, bốn cái khác nhau bốn đó, thêm cái beat này nữa. Như vậy thì lúc nào là mình sẽ chọn ở 1 2 3 4. Cái Yamaha thì các bạn không báo được kiểu này thì các bạn sẽ chơi bằng kiểu ấn gian, tức là các bạn đang đánh ở men A mà các bạn cái câu báo nó nằm ở cái men men B hay là men C hay, thì các bạn cứ việc báo ở đây xong rồi các bạn đang báo, các bạn nhấn trở về đây là nó sẽ về đây. Ví dụ Yamaha như này đó, tức là các bạn đang nhấn cái B xong rồi các bạn trả lại B, đang báo mình nhấn cái A, nó phải, sau đó nó vẫn cứ vai quay về cái A. Còn nếu các bạn nhấn cái B luôn thì nó sẽ chuyển qua cái B. Đó, đó là cái cách mình thủ thuật, mình ăn gian để mình làm cho nó hay hơn. Còn cái co thì nó, mình vừa nói đó, nó sẽ báo riêng. Rồi, khi mà chúng ta báo thì chúng ta nên báo đầu tăng. Ha? Mình giải thích đầu tăng cho những bạn chưa hiểu nè, cho chậm lại nè. Vậy thì phách thứ nhất là phách đầu tăng, tức là một nhịp có 4 phách, 1, 2, 3, 4. Cái phách này là gọi phách đầu tăng nhé các bạn. Nếu các bạn báo đầu tăng thì nó sẽ báo được hết một ô nhịp. Còn nếu các bạn báo ở phách thứ 3 hay là phách thứ 4 thì nó rất là ngắn. Đây, ví dụ đây. Ngắn này, ngắn nào. Đó, nó báo có một phách thôi. Rồi bây giờ báo dài nào. Đó, muốn báo dài thì các bạn phải bấm đầu tăng. Nếu như các bạn tính nhịp không được thì các bạn thoát cái exit ra, các bạn nhìn ở trên cái số chỉ nhịp đây nè. Khi nào các bạn thấy số 1 là các bạn báo. Thấy không? 1, 2, 3, 1. Đấy, nhấp nháy lên đây, trên màn hình Yamaha nó cũng có luôn đó các bạn. 3, 4. Được chưa? Đó là cha. Rồi, các bạn thao tác báo chọn men A, men B làm sao đó cho nó dễ hát, dễ vào là được ha. Còn rumba, rumba cũng vậy luôn. Cái tiết tấu này của mình có làm cái phần báo ở đây, cho nên khi mình báo xong mình sẽ chọn về đây để cho mà cái pam pam dễ vào. Còn những cái đàn Yamaha các bạn cũng có ở đây thì các bạn sẽ kết hợp với tay bên đây. Đây, các bạn tới đó các bạn ngắt luôn rồi các bạn chọn sẵn một đống bên đây. Đó, hoặc là mình báo một phách mà bum 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 đó, đó. Đấy, cái hi hat mình báo cái nhẹ, cái hi hat này mồi cái nhẹ này, 1 2 3 đó, dầm xuống này,
1, 2, 3. Được chưa? Được chưa? Ví dụ đó vậy ha. Khách báo lại nào. Tôi ở ngoài ô, ví dụ để báo để có một câu vào đó. Tôi ở ngoài. Được chưa? Hoặc là 1, 2, 3. 1, 2, 3 hoặc là cũng được luôn. Đó, được chưa các bạn? Rồi, đó là cái một cái hai hẹn là đơn giản. Cái thứ hai nữa các bạn, hồi nãy mình nói đấy. Tần 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 đó, tần 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 tắt tắt tần tắt tắt tần 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 đó, một hai ba bốn, một hai ba bốn năm, một hai ba bốn rớt, một hai ba bốn bộ rớt, được chưa? Tần tần tần. Chưa? Đấy. Si la son fa. Tùy tùy các bạn chọn một trống ha. Rồi còn xì lô, báo xì lô cũng vậy luôn. Đó là báo rumba. Những cái điệu cần báo thôi, còn cha cha rồi thì không cần, không cần tập. Cha cha nó có báo sẵn rồi mình, còn những cái tiết tấu nhanh thì mình không nên báo tay. Đấy, khi mà bắt đầu hát là con này chật 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 một hai ba chật một hai ba bốn năm ba bốn nhanh một hai chậm một hai ba bốn năm được chưa? Hoặc là có hai cách, cách thứ hai nữa là cũng đơn giản thôi, một hai ba bốn đó, tình 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 đó, đấy nhẹ đây đây nhẹ dần âm 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 đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, đấy ví dụ vậy nhá. Đó, như vậy là cái việc báo ở trên đây kết hợp với cái tay nó cũng vô cùng quan trọng các bạn. Có gì thắc mắc các bạn cứ để lại bình luận ở phía dưới ha. Phần hướng dẫn của mình đến đây cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn các bạn.